Rồi con xin chào các bác yêu xe đạp trên toàn quốc luôn nha. Hôm nay con có chiếc 660 nha các bác. Con đưa lên cho các bác tham khảo. Nếu mà bác nào thấy ưng được cái nào thì alo cái đó nha. Đầu vô con giới thiệu cho nó cái là cặp bánh của nó nha. Đó, cặp bánh này, cặp bánh 660 nha các bác. Nó có cái clip trên này luôn. Clip 2, 4, 6 ha. Găng dày. Đó, găng dày cộm luôn. Xài ngon lạnh ha. Đó, cầm là cầm chì nha các bác. Cầm sắt mạ chì nha. Nó niền là niền 26 thì tan silic nha, da băng nha, còn sáng đẹp. Vỏ cuộc thì nguyên bản nhưng mà thấy nó mục hết trơn rồi nha. Còn đùm á là đùm Shimano nha. Shimano bông da băng nha, bằng sắt nha các bác. Đó, đùm này còn sáng đẹp nè. Đó, Shimano da băng ha. Bông bằng sắt, cầm móc. Rồi, cặp bánh này là cặp bánh sau nha. Cái này là 660 nha các bác. Rồi, cái này là cái trước. Cái trước của nó thì hạt đậu nha, hạt đậu cổ. Cũng là Shimano bông ha. Đây Shimano bông nhá, cái da bằng. Đó này còn đẹp. Nói chung cặp bánh này còn lướt. Đùm được còn ngon. Niền cũng là niền Aitan Slip 26 nhân 3 sạc 8 nha các bác, là bánh 660 nha. Cầm này cũng là cầm chì. Cầm sắt mạ chì. Đó, cặp bánh này cầm tổng thể còn tổng quan là còn đẹp. Có clip, có đồ đầy đủ luôn nha. Rồi con giao luôn cặp bánh này để giá là 850k bao ship nha. 850k bao ship, bác nào ưng ngực alo con. Vỏ ruột thì con thấy nó có mục rồi nha. Ruột thì con ba ruột thì ngon đó, vỏ thì nó hơi mục tí. Nói chung là vậy. Mới về nè, muốn tận dụng được tận dụng. Còn con thấy ruột thì không có hư, ruột thì lúc nào cũng xài được á. Nó còn cái dòi là nó không xài được à. Dòi đồ ghim cho nha. Rồi 850k bao ship cho cặp bánh này, bác nào ưng alo con. Nè, hạt đậu cổ nha, cầm móc ha. Nó cọp đùm được sáng đẹp, 66. Rồi con vô mấy đồ linh tinh, chiếc xe này con có một mớ đồ ha. Đây, cặp này là cặp inox nha các bác. Inox đầu thao. Cái này là inox đầu thao nha các bác. 700C, hàng tháo xe nha, 32 cây câm. Nó inox đầu thao là 32 cây câm. Dài 30 phân gử nha, 30 phân gử, con gờ vừa gỡ trên chiếc này ra luôn nè. Có cái niềm này ra luôn nè. Rồi, này 32 lỗ câm nha, 32 cái câm thôi. Bác nào bưng được alo con. Con giao lưu với giá là 300k bao ship nha. 300k bao ship, vừa mới gã xe ra 30 phân gử nha các bác. 700C nha. Nó 30 phân gử, 32 lỗ câm. Rồi con cặp đùm 105 luôn ha. Cặp đùm 105 chữ nghĩa rõ ràng ha, nước xi được còn đẹp nè. Cặp đùm này là 32 lỗ câm nha các bác. Đó, chữ nghĩa là còn rõ hết ha. Đó, 32 lỗ câm luôn, ti đầu in hết nha. Rồi, ti đầu in hết, nắp niếc đầu in hết nha các bác. Đó, xe này còn lướt tới trên cái niềng này con gỡ ra nè. Rồi, dưới câm của nó luôn đó. Rồi, 32 lỗ câm, 105. Giao lưu với giá là 750k bao ship nha. 750k bao ship cho bộ này. Đó, chữ nghĩa rõ ràng. Đó, bác nào nghe alo cũng nha. Đó, tì tước rồi ghiên hết ha. Máy cả xe luôn. Rồi còn có một cái bách trắng đèn ha. Ồ, bảo vệ đèn ha. Cái này là cái của xăng tua nha các bác. Đó, chữ nghĩa có ha, sáng ha. Đó, chưa chùi. Rồi con giao luôn cái này là 130k bao ship nha các bác. Cái bát bảo vệ đệ xăng tua cổ có chữ rõ ràng. Con giao luôn 130k bao ship, bác nợ nghe alo con. Rồi cũng có một cái đề luôn, cái sang dĩa. Cái sang dĩa Atus nha các bác. Xài ngon lành nha, dĩa 2 nha. Con mới gửi trên chiếc xe 66 đó ra luôn nè. Cái này bằng nhôm sáng đẹp nè. Này bằng sắt xi ha, có chữ Atus. Còn được nha. Rồi con giao luôn cái này là 250k bao ship nha. 250k bao ship cho cái này, bác nào ưng được alo con. Đó. Rồi còn có cái đề luôn. Cái đề là cũng cái này, cái đề Atus luôn nha các bác. Cái đề này xài clip 6 nha. Da băng ha, chưa vệ sinh, nước nhôm này con thấy còn sáng nè, nước xi ở chỗ này cũng còn đẹp nè. Nói chung cái đề này cũng còn được. Rồi chỗ này còn sáng hơn, vàng, màu vàng đẹp nè. Rồi con giao luôn cái này là với giá là 500k bao ship nha. 500k bao ship cho cái đề Atus cổ này, bác nào ưng alo con.
chữ nghĩa rõ ràng hết nha các bác. Nó chữ nghĩa đẹp hết nha. Nó bánh xe là zin hết nha, toàn bộ zin hết. Rồi 500k bao ship cho cái đề này, bác nào alo con. Rồi con có một bộ tay nè. Bộ tay này bộ tay Shimano khâu nha các bác. Nó hàng này là hàng cổ hiếm luôn nè. Có khâu lắp bắt cái sườn nha. Rồi bộ này đẹp nha các bác. Bộ này còn nước nhôm đồ sáng đẹp. Rồi con giao luôn cái bộ này với giá là 450k bao ship nha. 450k bao ship cho cái bộ này, bác nợ nga lô con. Có khâu luôn, Shimano in hết nha. Cái tay cơ nha các bác, kéo nó im luôn rồi, không có kêu nha. Rồi bác nợ được alo con ha. Rồi con có cái bộ đậu luôn. Cái bộ đậu này, bộ đậu tay cái thắng phụ luôn nha các bác. Hàng địa com xe đẹp nha, tay đồ ghi hết nha. Chữ nghĩa rõ ràng nha. Tay thắng này có cái chuông da bằng bằng mũ nha. Đó. Cái chuông này thì bằng mũ rồi, không có không tính đâu. Rồi ghi đông bông tăng đồ đẹp ha. Nó sake đẹp. Da bằng chữ nghĩa rõ ràng, sáng giới luôn nha. Đài thắng đi cơm cũng sáng luôn. Rồi dây nó của nó theo xe luôn, con để nguyên luôn cho các bác nha. Còn con này nó rộng nhiều. Cái này là phủ bì 37 nha các bác. Phủ bì 37. Nó nói chung là nhìn thấy cũng đẹp. Nhìn bác nào mà nhỏ nhỏ con mà chạy là vừa hính luôn á. Nó dây là màu đỏ ha. Rồi con giao luôn cái bộ này là 1.250k bao ship nha. Nó 1.250k bao ship cái bộ này, bác nào nha lô cần. Rồi. Rồi con có cái niệm này luôn nè. Cái niệm này á là cái niệm Agaya da băng 2 lớp nha bác Long Đền nha. Tem đỏ đây, tem đỏ, tem đỏ đẹp ha. Ai da hai lớp đông đền, bản nhỏ nha các bác. Bản này là học đi hồng 23 phân nha, nó 21 phân cũng được luôn đó. Nó cặp tiền này thì màu đen, nó có chạy chạy mấy chỗ này ha, mấy cái viền thắng này ha, nó có chạy mấy chỗ viền thắng này, do bác thắng về mấy bác tẩy luôn, đi lấy nước sơn lấy màu, lấy độ nước tẩy màu luôn cho thành màu trắng luôn, rõ đẹp. Niền này 32 lỗ câm nha các bác, đi chung với bộ câm với bộ niền đó. Này là 700C Agaya da băng. Hàng này hàng cao cấp. Đó, rồi 32 lỗ câm. Rồi con giao luôn cái bộ này với giá là 1.350k bao ship nha, 1.350k bao ship. Đó, bác nội ngà lô còn. Đó. 32 lỗ câm nha. Này cặp niền này quá trời đẹp luôn, có cái chạy nó chạy mấy chỗ hai bên thắng chút xíu thôi. Nó không ảnh hưởng gì cho nó, đi chạy chút xíu mình về mình tẩy nó cho màu trắng luôn, đi màu đen thì nó đẹp luôn. Rồi con có cặp dè luôn nha các bác, cặp dè 660 nha. Nó cặp dè 660 bằng nhôm. Nó đũa này đũa sexy. Nó nói chung là cặp dè này không gách nào chứ không móp, móp cũng không có nhiều nữa nha. Nó cặp dè này cũng tổng quan là đẹp. Cái dè trước của nó. Rồi cái này cái dè sau của nó ha. Và sau của nó cũng có một cái đèn bằng nhôm ha, bằng da của đèn bằng nhôm da bằng ha, theo xe ha. Này 660 nha các bác. Đó, nó cũng không có móp gì hết trơn, cái này nó đẹp, còn đẹp nó không chưa có móp nhiều. Rồi con giao luôn cái bộ về 660 này với giá là 430k bao ship nha. Đó. 430k bao ship cho bộ về này, bác nào bên alo còn 660 nha, có cái đèn nhôm luôn nha. Zin theo xe hết nha các bác. Rồi, bác nào được alo con. Còn có cái chân trống bị cái ton luôn nè. Cái chân trống này chiếc xe 656 luôn nha các bác. Cái này nước xi rồi còn đẹp nè, sáng nè. Chưa chùi nha, chưa vệ sinh gì hết trơn nha, chưa thấy xét gì hết trơn á. Nè, là lò xo cũng còn đẹp luôn nè. Rồi con giao luôn cái chân trống 656 này với giá là 350k bao ship nha. 350k bao ship cho cái chân trống bị cái ton 656 này, bác nội được alo còn. Còn có bộ ngàm nè. Bộ ngàm XG 660 nha các bác. Này mình về mình lắp 6.5 đều được nha. Nó ghiên toàn bộ 4 cục gom ghiên luôn. Rồi con giao luôn với giá là 450k bao ship nha các bác. Nội 4 cục gom không, con bán được 200 mấy nha nha. Rồi 450k bao ship cho cặp ngàm 6.5 này, bác nợ được alo con. Quá trời đẹp cho cặp ngàm này luôn.
nội bốn củ gom không đủ tiền nè, ghim toàn đập xuống nhé bác, miếng không ngủ ở ngoài còn luôn nè, đó mát in da băng nha, rồi bác nội rồi alo con luôn, rồi con cái yên của nó luôn nha, cái yên này là cái yên da ghim luôn nha các bác, mát in da băng ha, đó yên này thì nó tổng thể là còn đẹp, chưa gách chưa gì hết trơn, nó có hai cái lỗ nhằn chứ xíu cái này, đó nó không có gì, nó cấn cái giò dĩa này, nó tró chắc xe lên cấn vô xíu. Giờ cái yên này con giao lưu với giá là 330k một ship nha, 330k một ship cho cái yên này, bác nào ưng được alo còn. Rồi con có một bộ giò dĩa này, bộ giò dĩa cút tôm nha các bác, đẹp. Đó, cút tôm sake da băng 165. Giò này có đồ trắng dĩa luôn nha các bác, giò này là giò dĩa sắt nha, hai dĩa sắt, dĩa sắt này thay được nè, thay được nè, dĩa sắt này thay được nè, dặn ốc thay được nè, đó cái này là 50-40 nha các bác, dòng này là dòng hai dĩa sắt 50-40, mấy chiếc xe cổ bên đây mắc cái nắp này nha, bên đây không có nắp nha, mắc cái nắp à, bên đây còn cái nắp nè, đó cái giò này cũng tổng thể nước nhôm đẹp nè, dĩa sáng nha các bác, này là bẩn dơ chứ không phải là xét nha, cái này là bẩn nha, nó này là bẩn thôi chứ không phải xét đâu, này dĩa này còn sáng dằn dậy ha. Rồi con giao lưu cái bộ giò này với giá là 650k bao ship nha, nó 650k bao ship cho cái bộ giò tôm đó, bác nào ưng được alo còn. Rồi con giới thiệu cho các bác cái sườn luôn nha bác, cái sườn này cái sườn 660 hiệu Godman nha các bác, nó cái sườn này tổng thể nước sơn đồ đẹp ha, nước sơn đẹp. Số má thì đóng ngay cổ đây, nói sườn này nó nói chung là tem được ghim, số má đẹp. Cái sườn này á là nó có bộ chén cổ ghim theo xe cũng còn đẹp ha, các bác nhìn cũng còn được nè, đi theo xe ha, bộ giò giữa ghim ha, còn chưa chùi rửa ha, cốt viên ghim ha, cây gậy ha, đó viên cây gậy. Rồi cái sườn này nó cũng chiều cao, nó cũng rất là khiêm tốn nha, nó cao 50 ngang 53. Cái sườn này còn là tem tiết đồ ghim nó chơi nha các bác, nó nước sơn nó còn đẹp luôn, màu đỏ, nói chung là màu đỏ nó đẹp, nó phù hợp với nhiều bác luôn, nó cái màu này nó tươi đẹp. Rồi cái sườn này tổng thể là đẹp, nước sơn ghim tổng thể là cốt yên ghim, chén cổ ghim, giò giữa ghim ha, nước sơn thì cũng có chạy một hai chỗ nhỏ nhỏ nha các bác, chứ nó đẹp là không phải là nó đẹp, nó đẹp toàn ảo nha, chứ trong xưởng xuất ra là không có nha, nó có chạy một hai chỗ nhỏ nhỏ nè, đó như trên này thì ít nè, trên này không có nè. À, như kiếm nó có chạy một hai chỗ nhỏ nhỏ này ha. Rồi giao lưu cái sườn này với giá là 1.850k bao ship nha, 1.850k bao ship, cái sườn này 660 nha các bác, 660 nha, mình về mình trả cho xe ghim 660 mình làm thủy thủ luôn cũng đẹp đó nha. Rồi bác nào ưng được cái sườn này thì alo con luôn, hôm nay con có mớ đó, bác nào thấy được cái nào thì alo con cái đó ha, con xin chào các bác.